rồi, em ở lại em cổ vũ. Em ở lại em cổ vũ. Gia nhập team Clip rồi thì bây giờ team Clip gì nữa? Thì team Clip rồi nhưng mà xe máy đi chung với em mà. Cổ vũ là đi bộ về. Nhìn mặt uy tín. Thay màu tông rồi. Ông nào mà lịch sống phát là đòn luôn. Em sợ quá anh đi sâu. Tính là visual đại ca trong lớp rồi. Oh, oh, no, 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 no. Thầy thể hiện tình yêu thương bằng cách nào với học sinh trong lớp? Tình yêu thương à? Alo, alo anh Miso à? Alo quá anh nhỉ? Alo, cái gì nhỉ? Ồ, anh Miso à? Anh Miso nghe gì không? Alo. Sao nhỉ? Alo. 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 Sao lại có khoảnh khắc xúc động vì người anh em được chọn về đội bên đi? Không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon. Phiêu cùng rap Việt. Là chắc chắn chắc suất ở trong team Garrick. Thì bây giờ mọi người team Garrick phải bắt đầu đấu mà có mỗi mình em là được chắc vào luôn. Mày là thí sinh chắc chắn nhất trong cái vòng này. Xin chúc vía. Em tưởng là tay em mình giơ tay ra. Không phải chị. Cổ vũ là đi bộ về. Lớp khó tập cho này. Về còn mai ngon. Lớp khó lao động. Lớp mình không khó. Lớp mình khó, lớp khó bắn dịp mít rồi. Lớp hành thầy mấy rồi. Là anh quan đúng không? Gì? Đủ các... Lại. Học cái dùng giỏi là đây. Đã từng là một người học cái dùng cái giỏi chạy rất nhanh. Lớp khó kỷ luật. Đây hả? Đây là lớp khó kỷ luật rồi. Là quân phiền. Nhìn mặt uy tín. Thay màu tông rồi. Ông nào mà lịch sống phát là đòn luôn. Em sợ quá anh đi sâu. Tính là visual đại ca trong lớp rồi. Oh, oh, no, 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 no. Visual là học sinh bình thường, học sinh ưu tú. Là đi thi học sinh giỏi cấp thành phố thứ ấy, là đi sâu. Còn BY là thi văn cấp quốc tế rồi. Học sinh giỏi văn. Alo. Ở đây đâu quá không nghe gì hết đi xô ơi. Hả? Alo. Du học sinh. Ờ. Du học sinh. Con tim sao băng như là ice. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Rồi bây giờ là thầy sẽ thương ai nhất trong lớp? Nói về cái độ thương á thì thầy chưa bao giờ muốn thương ai nhất hết. Thầy muốn thương mọi người đồng đều. Cái đội này phá quá. Cứ ông này phá nhất thì lại có ông kia phá hơn. Thầy thể hiện tình yêu thương bằng cách nào với học sinh trong lớp? Tình yêu thương à? Tình yêu thương như thế nào ạ? Alo. Alo anh Miso à? Alo. Alo quá anh nhỉ? Alo. Cái gì nhỉ? Ồ anh Miso à? Anh Miso nghe gì không? Alo. Sao nhỉ? Alo. 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 Giày, áo, xong lại con đồ luôn. Ôi, ai lấy cả đồng hồ này thấy chưa? Đúng luôn, đúng vậy. Đâu? Đúng vậy. Thầy còn cho anh kem nho nữa. Đồ bên tuốt. Thầy đã khai sáng em một bát kem. Câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì. Bọn em sẽ... Lớp này. Ok, chiều chuyển qua lớp khác, có cái lớp. Lớp này thì ngồi hơi kỳ. Khúc này ngồi hơi kỳ. Không hơi kỳ đấy. Em gặp cái
lên chưa? Rồi nó tỏa ra, không cần em lên tiếng nó cũng tỏa ra như vậy. Sao lại có khoảnh khắc xúc động vì người anh em được chọn về đội Messi? Chúc mừng sao nào? Milo à, như vậy là Sanha về chung nhà với em rồi. Nhưng mà em vừa về Caric thì em thật sự là cảm xúc rất là lẫn lộn luôn ấy, bởi vì kiểu mình vừa được đổi chặng đường mà mình được gia nhập vào gia đình của anh Vinzy, và đồng thời cũng phải không được gặp lại mọi người trong vòng 83, rất là kiểu rất lẫn lộn. Nó bỏ tôi ạ, bỏ tôi, sao nào bỏ tôi để tôi lại hoi đất tôi đấy. Xin nhạy trời biết nha. Sao thao à, nãy đi lô khóc đấy. Đi lô khóc thì thấy em có nón vàng ấy. Đi lô khóc luôn. Thực sự là em cũng rất là tự hào về đi lâu khi mà thực sự là bọn em gặp nhau và bọn em đến phía Bắc Việt và hai anh em đồng thời cùng bóng bàn, hai em cùng chơi nhau và trải qua rất là nhiều chuyện. Thực sự là rất là nhiều điều để bọn em phải nói với nhau sau. Cảm động quá, khóc chưa, em khóc chưa? Khóc cảm xúc này rất là cố gắng để kìm những cái giọt nước mắt này và em tặng gọi ra mồ hôi chảy qua nước mắt. Tặng gọi ra mồ hôi chảy qua nước mắt. À, qua mắt đấy. Trời ơi, em làm được giọt mồ hôi. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và Vi giải trí. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa sao? Em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Con nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn.
vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.